Theo cái yêu cầu của đạo tràng thì hôm nay tôi trở lại pháp tòa để nói về việc tâm linh để quý vị nghe. Thế thì năm 2001 thì tôi có nói cái chuyện tâm linh về chú Minh Tân Minh Phước. Thì cái băng đó nó phát tán cùng hết cả Úc Châu, cả Âu Châu. Hôm tháng 6 vừa rồi tôi đi Âu Châu, tôi cũng có nghe Phật tử rất là hâm mộ. Nhưng mà họ muốn tôi nói thêm những cái sự việc nó xảy ra nó tương tự như vậy. Thì đó là có một cái việc. Thì khi mà tôi muốn nói cái việc tâm linh thì thưa thế này, ở trong đạo Phật của chúng ta đó thì Đức Phật nói rằng có sáu nẻo luân hồi, tức là lục đạo. Thì mình biết rằng không phải chỉ có cái xã hội loài người của chúng ta không, mà trong cái cõi này nó gọi là ngũ thú tạp cư địa, tức là có con người bằng xương bằng thịt, và cũng có một loài chúng sinh mà con mắt thường chúng ta không thấy được, nhưng mà họ ở sát cạnh với chúng ta. Đó là cái thế giới tâm linh. Nhưng với nhà Phật thì Đức Phật không có xác định, cũng không có nhận là cõi âm cõi dương. Chúng ta nói rõ mà, trong nhà Phật thì không có nói là cõi âm cõi dương, vì cái âm dương đó thì nó thuộc về của đạo lão, nó không phải của đạo Phật. Mà Đức Phật nói thì có một loài chúng sinh mà gần gũi với chúng ta, họ biết chúng ta mà chúng ta không thấy họ. Và một cái thế giới đó. Thì đối với người tu, nhất là tu theo Phật giáo đó, thì không có cái chuyện là gọi hồn kêu hồn. Cái đó nó không phải là của Phật giáo. Cái đó hoàn toàn là của tà giáo, không phải là của người tu chân chính. Tuy nhiên thì các nhà sư, các bậc tu hành có khả năng để hóa độ, để giúp cho họ cái thế giới tâm linh đó, họ được gần gũi với Phật pháp, họ được siêu thoát. Đó là cái việc làm của các nhà tu hành. Còn Phật giáo chúng ta mà tổ chức để gọi hồn, để kêu hồn như phù thủy, cái đó là hoàn toàn không phù hợp với giáo lý của nhà Phật. Cho nên hôm nay tôi nói cái đề này để ảnh hưởng đến vấn đề sinh hoạt của Phật giáo và các cái vị tu hành, nhất là các vị thọ giới tỳ tỳ kheo, đừng lạc vào cái tà kiến này, cái tà sư này rất là nguy hiểm. Thì trước hết thì tôi nói là lúc tôi còn nhỏ, tôi ở chùa, tôi vô chùa năm tôi 13 tuổi. Thì chùa tôi là chùa xưa, nhiều bàn lắm. Trong chùa mà nội buổi chiều không lên thắp hương đó là 21 cái bàn. Từ bàn Phật, rồi Bồ Tát, rồi Quan Thánh Đế Quân, rồi cho đến bàn thờ linh, rồi 21 cái bàn. Thì cũng còn nhỏ quý vị là ham chơi lắm. Mấy đứa ở trong xóm cũng trang lứa 12, 13 tuổi, nó đến chùa nó rủ bắn bi. Thì ham bắn quá đi. Cho nên thường thường chùa xưa thì mỗi buổi chiều phải có một cái khay gạo muối với chén cháo để thí cô hồn. Mà mê chơi quá rồi không có nấu cháo. Tới chừng mà sư phụ ổng kêu, rồi chạy vô mê xuống bếp lấy cơm nguội ăn hồi trưa còn lại đó, đổ vô cái chén rồi đổ nước lạnh vô,
quậy quậy nó làm cái cháo để cúng vậy đó, cũng có gạo muối, nhưng mà thực sự cái đó là mình làm giả chứ không phải mình nấu 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 cháo. Còn thường thường đó thì sau cái giờ ngọ rồi thì lấy nắm gạo bỏ vô cái nồi đất rồi chụm lên để than đó để cho nó nhừ, thì chiều có chén cháo cúng. Rồi bữa nay mê bắn bi cái không có cháo cúng. Thì khi mà lên chùa đó, tay thì bưng cái đèn trong, tay thì bưng cái dĩa gạo muối với chén cháo đó lên để cái bàn hộ pháp, rồi mới đốt đốt hương, rồi mới mở cái cửa chùa ra, phía đằng trước chùa có cái bàn tiêu diện, thì cái chén cháo đó cúng ở ngay cái bàn tiêu diện đó. Khi đốt nhang xong rồi cầm một nắm ra ngoài để cái chén cháo, xong rồi quay trở vô thì dòm thấy mỗi gốc cột có hai chú bé nhỏ 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 vậy đó, thì ở trần có, bạch ngực có, rồi mặc quần ngắn có, nghĩa là đủ hạng. Mà dòm thấy mặt mày thì không có ai quen hết, mình tưởng đó là mấy đứa bạn nó bắn bi với mình, sao dòm lại chẳng thấy đứa nào quen với mình ấy. Mà gốc cột chú, gốc cột chú, gốc cột chú, chừng đó quý vị biết không, bỏ nhang bỏ đèn lăn xuống, mà xuống dưới nhà tổ mà nói không được, cái họng nó cứ ngắt nói không được. Ông sư phụ ổng chờ hoài sao không nghe nó đánh bảng hồi trống gì hết mà cũng không nói được nữa, ôm cái gốc cột là chịu nó không được, sợ quá. Ông sư phụ ổng tới ổng tìm ổng mới hỏi, cái lắc đầu cái nói vậy không có nói gì được ha. Tới ngày hôm sau nói cũng không được, một ngày hôm sau nữa tức là 3 ngày, ổng dỗ dành, ổng ngọt ngào, không có rầy la gì hết. Ổng biết khủng hoảng mà. Bữa đó mới nói, sư phụ ơi, sao con nít ở đâu trên chùa mình mà nhiều quá, con đốt nhang rồi con quay trở lại con thấy gốc cột, mà chùa xưa thì cột nhiều lắm đó nè, đứa mà gốc cột mà con nhìn áo đỏ có, áo xanh có, quần vàng có, bạch ngực có, mặc áo có, mà con dòm thấy đứa nào quen hết, không có sớm không có nào quen hết. Ông nói chết mày rồi, mày không cúng cháo cô hồn đó. Nè, lần đầu tiên tôi mới biết là không cúng cháo có cô hồn. Ừ, đó là thôi thì từ đó tới sau thì không dám cái thói ra nữa, làm gì làm cũng phải chạy vô bắt cái nồi cháo đó cả, rồi chơi gì đó chơi chứ không dám bỏ bỏ bê nữa nữa. Khi tôi lên Huệ Nghiêm, tức là cái An Dưỡng Địa, tức là đối diện cái bến xe miền Tây bây giờ đó, thì tôi làm hương đăng, thì cũng đi học trường Bồ Đề. Quý vị biết là gian nan có cái áo thôi, hồi đó nghèo lắm, có cái áo Nhật Bình, mà đi học từ ở Phú Lâm đó, An Dưỡng Địa đó, mà xe nó chở vô Bồ Đề ở cầu Ông Lãnh đi học, mắc mưa về áo ướt hết. Rồi quý vị biết rằng đang lo đang giặt cái áo đó rồi phơi, đồ khuya dậy mới xuống bếp á, mới đổ than vô cái bàn ủi ủi để sáng đi học, chứ không thôi đâu có cái áo đồng đồng đi học, thì đâu có ở không mà lo gạo muối cúng thí đâu, cũng vậy đó, cũng không cúng nữa. Thì Hòa Thượng Đồng Quy đó là làm tri sự, Hòa Thượng nằm ở dưới cốc đó, mà lúc đó cũng 6 giờ trời, mặt trời cũng lặn. Chùa hồi xưa thì có cái máy đèn, thì tối thì nổ máy rồi cho tăng sinh nó học rồi tới 10 giờ tắt, khuya là 4 dậy, 4 giờ dậy, đèn cũng leo lét vậy thôi. Hòa Thượng không thấy con nít ở đâu mà thiệt là nhiều, đông lắm, nó lãng vãng ở chỗ ngài, đứa chạy tới đứa chạy lui, ngài mới la, ngài nói con nít con của nhà ai giờ này thì về đâu nhà về đó, chứ ở đâu mà ở đây mà chạy giỡn ngùm sùm chỗ thanh tịnh ta tu hành. Ngài nói vậy đó, rồi thôi nó mất luôn, không thấy. Ngày thứ hai ngài cũng thấy nữa, ngày thứ ba ngài cũng thấy nữa. Ngài nói sao lạ vậy, cái An Dưỡng Địa từ ở ngoài lộ mà vô tới đây đó là 500 thước mà đồng trống vắng tanh không có một bóng người, thế thì con nít của ai mà tới đây đông mà 3 buổi chiều nó có mặt ở đây. Thầy mới lên thầy hỏi, hương đăng mấy chú mấy bữa rồi có cúng cháo không? Cái là tôi với thầy Trần Trần Thanh đó, Thượng tọa Trần Thanh mà mới tịch vừa rồi đó, hai anh em làm hương đăng,
cái ú ớ không có trả lời, đâu có cúng đâu nói, không có cúng đâu có ông nói. Vậy là mấy bữa rày nó xuống nó kêu tôi không có cúng cháo cho nó, mấy ông mai nó nói với nhà bếp nhà trù nấu đó, tôi lên tôi cúng á, trong tôi nó phá chùa đó nha. Dạ, thế là mình không thấy mà hòa thượng thấy, hòa thượng kêu lên hòa thượng rầy. Thì như vậy đó là hồi lúc còn nhỏ tôi đã tiếp cận hai cái việc đó, là ở chùa tôi là một, lên ăn dưỡng địa là hai. Thì thôi thì cái thời gian đó còn nhỏ thôi, mình đi học rồi ra làm Phật sự rồi kia khác nữa, đâu có quan tâm đến cái chuyện đó. Đến cái năm đó tôi học ở Nha Trang, thì ở đường Độc Lập có một cái đám tang, thì gia đình đã lên viện Hải Đức mới mời quý thầy quý chú xuống đây làm lễ tẩn liệm phát tang. Thì lúc đó tôi thọ giới tỳ kheo, còn ba vị nữa thì thọ sơ di mới xuống đó. Thì ở bên ngoài đó, ngoài cửa thì cái dịch vụ mai táng họ đem quan tài tới, rồi họ lo xé vải, rồi họ lo chuẩn bị để mà tẩn liệm. Thì tôi vô nhà tôi hỏi cái người con trai trưởng đó, bà cụ nằm ở đâu, thì anh mới dẫn vô cái phòng đó. Là anh mở cửa thì tôi quan sát là có cái giường, có cái mùng văng, mà cái dấu mà cái mùng đó dở ra, cái người ta đi ra thì không thấy cái dấu, mà cái người nằm ở trong cái mùng đó thì không có. Trong bụng tôi thì cũng phân vân, anh nói làm sao bà cụ nằm ở đây, tôi thấy đâu có đâu, mùng văng không có. Thì cái anh con trai đó, ảnh đằng sau lưng tôi, ảnh nắm cái tay tôi mà ảnh rung, ảnh thấy chuyện lạ rồi. Tôi dòm thì tôi thấy bà đứng ở trong cái kẹt tủ mà mặc đồ liệm rồi đó nè, mặc áo trắng rồi, một bộ đồ trắng rồi đàng hoàng chuẩn bị liệm. Thế thì anh con trai nó hoảng loạn, có cái vẻ khiếp sợ quá, mẹ mình nằm ở trong cái giường này, mùng thì văng mà tại sao cái dấu mà bà đi ra đó, mình đi ra trong cái mùng, mình đi ra nó dở cái mùng thì có cái dấu, đằng này cái dấu ém cái mùng chung quanh cái giường nó vẫn bình thường, mà bà ra kẹt tủ bà đứng. Thì trong cái phòng đó có một cái bàn nhỏ, cũng lớn, cái mặt bàn lớn hơn bàn này chút, với một cái tủ áo để cái bà vô bà đứng trong cái tủ áo sát tường. Tôi mới nói anh đừng có sợ, anh mà la lên báo trắng đen á, nó vô đây nó phỏng vấn, là nó viết, nó đưa tin tùm lum hết rồi, để yên đi. Tôi ra ngoài trước sân á, tôi mới xin mấy anh chuẩn bị mà liệm đó cho tôi mượn mấy cái sợi dây, bởi vì khi mà liệm đó họ xé mấy cái sợi dây họ để với cái quan tài đó, là người nam thì 7 sợi mà người nữ thì 9 sợi, nam thất nữ cửu, để khi mà xong rồi cái là họ mới buộc lại từ nặng nghe đó, họ xé 9 sợi dây giải họ để đó. Tôi ra tôi lấy 3 sợi tôi mới buộc lại, biết làm tôi đâu có dám đụng đâu, nói mình ghê mình dạng chứ còn đụng đâu dám đụng. Tôi mới ra ngoài, tôi mới dòm, tôi thấy là ở trên vách tường có máng một cái cây thước, mà cái nhà đó là cái có cái cô con gái nó làm thợ may, cho nên cái cây thước này là họ dạch cái tà áo 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 dài. Tôi nói thôi được, tôi mượn cái thước này vô, tôi mới ngoái ngoái cái đi cái sợi dây vải đó, cái đầu này tôi mới lòn qua cái cổ này, tôi đưa nó qua bên đây chứ không dám đụng. Rồi tôi mới lỡ tôi rình tôi nắm bên đây, tôi kéo lại, tôi kéo 2 sợi dây nó ra ngoài, tôi biểu anh lấy cái nệm mình bỏ xuống đây. Tôi thế thì tôi để cái nệm xuống, tôi kéo bà già xuống rồi bà ngã xuống bình thường, rồi để lên giường, rồi liệm, rồi ngày mai đó đi chôn bình thường không có chuyện gì. Tôi mới thắc mắc, tôi hỏi chứ nếu nói là linh miêu, tức là khi mà người chết con linh miêu nó nhảy qua người đó đứng dậy, thì nói cái chuyện huyền thoại chứ làm gì có con linh miêu, nó con mèo mà hãy nói, mà có đó con linh miêu chứ không phải là con mèo bình thường, mà nó nhảy qua là cái người đó đứng dậy, để nói cái chuyện huyền thoại thôi chứ đời người có ai thấy chuyện bao giờ đâu. Mà cái nhà đó là cái nhà ở thành phố, cái phòng có một cái cửa đó nè,
Và khi người ta làm vệ sinh cho bà rồi ta giăng mùng ta để thì con mèo nào nhảy ở đâu mà nhảy? Không bao giờ có chuyện đó, cái chuyện phi lý. Cho nên tôi không tin là cái chuyện là linh miêu vậy. Nhưng mà bà đứng trên đó thì ai làm cái chuyện đó? Gia đình con cháu người ta có chơi cái trò kỳ cục kia không? Má mình chết cho mình dựng lên trên vách tường để đó vậy? Không có đâu. Nhưng mà làm sao bà đứng trên đó thì không có cái câu trả lời. Đó là cuộc đời tôi chứng kiến đàng hoàng. Thì mấy chú sa di đi với tôi đó, hoàn toàn ở bên ngoài, tôi không cho ai biết hết. Chỉ tôi với cái người con cả đó của bà trong cái phòng đó thôi. Còn ngoài ra trong này bắt tin không ai biết hết. Rồi chuẩn bị tôi dẫn mấy chú vô tụng đại bi, rồi niệm Phật tiếp dẫn, đưa bà ra ngoài liệm đàng hoàng bình thường, không có chuyện gì. Như vậy là những cái việc mà tôi đã chứng kiến, tôi đã thấy, thì cái đó là trả lời không được. Chứ không phải là người ta nói lại, mà chính tôi thấy đàng hoàng. Bởi vì đi vô đề, tôi nói cái chuyện tâm linh. Thì khi mà những cái phần tâm linh này đó, là họ cho mình biết, họ nói rõ những cái sự việc của họ, và đồng thời mình dùng cái pháp quy y Tam Bảo. Thế thì từ cái pháp quy y Tam Bảo này mình truyền pháp cho họ, họ thọ ba cái pháp, bởi vì người cái phần tâm linh thì không thọ ngũ giới. Không thọ ngũ giới. Nếu con người của mình á, là mình có cái thân xác này bằng xương bằng thịt, mình mới là tạo tội. Còn cái phần tâm linh đó, họ không có cái thân xác. Không có cái thân xác. Cho nên trong cái ngũ uẩn đó, năm món là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Khi con người mình còn sống đầy đủ á, năm cái phần này đó, gồm có sắc pháp và tâm pháp đó, nhóm hợp lại thì thành cái thân của con người. Nhưng khi mà cái phần tâm linh này thì cái sắc pháp không còn nữa, cái thân tứ đại không còn nữa, mà còn sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Các họ còn sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Cho nên họ muốn biểu hiện cái gì thì họ phải nhờ cái sắc pháp, tức là cái một người khác, rồi họ mới biểu hiện, họ nói cho mình biết. Chứ thực ra là họ chỉ còn có cái tâm không, mà cái sắc pháp không còn, cái thân xác không có, nhưng mà họ còn tồn tại. Như vậy khi mà họ chết rồi thì cái phần thể xác của họ tan hoại theo quy luật vô thường, nhưng mà cái phần tâm thức của họ vẫn tồn tại. Cho nên họ muốn biểu hiện cái gì đó thì họ mới nhờ một người nào đó họ biểu hiện. Thế thì cái câu chuyện thứ nhất tôi kể đây này. Cái thằng bé 3 tuổi nó ở chợ Lách, thì nó bị người ta giết, nó bỏ trong cái bọng. Thì cái ông làm vườn đó, thì ông mới lấy làm lạ, tại sao nước ở ngoài sông thì đầy mà nước ở trong vườn của ông thì không có nước. Ông mới lội xuống, ông quan sát cái bọng này nó có cái gì nó trở ngại không, mà nước nó không có chảy vô trong vườn của ông. Thì ông nhảy xuống, ông phát hiện là có cái thằng bé nó nằm ở trong, nó sình lên rồi. Thì cái nhà của cái ông cậu ruột của nó đó, thì mất cái thằng nhỏ, thì kẻ thì lội dưới mương, người lội dưới sông, đi tìm khắp hết. Thì cuối cùng hết là có một cái nhận định là bị bắt cóc. 3 hôm như vậy đó, nhận định là nó bị bắt cóc, vì nó không có tìm ở đâu ra hết. Thì cuối cùng đưa thằng bé đó lên, thì nhà quê người ta cử, người ta không đem nó vô nhà, ta lấy cái cánh cửa đó, người ta kê để ngoài sân đó. Rồi chính quyền địa phương, công an xã, công an huyện, công an tỉnh gì đó, họ đến họ làm cái pháp y, người ta xét nghiệm. Ta xét nghiệm. Thì cuối cùng hết rồi, có 1-2 vợ chồng, cái chú đó ở xóm, chú lỡ chú nghe công việc chú thăm. Thì cái chú nói thế này, thằng Minh nó đẹp quá. Minh nói tên thằng Minh, mà thường thường ở nhà gọi nó thằng Mập. Minh Mập nó đẹp quá, nuôi không nuôi thì cho vợ chồng tôi nuôi, chứ vợ chồng tôi không có con trai, giết chi mà tội quá. Thì hai vợ chồng chú này là có đứa con gái học lớp 5, nó đang đi xe đạp ở ngoài đường vậy. À thế thì
cái thằng Minh Mập này nó nhập vô cái con bé mà con của vợ chồng chú đó. Nó về nó mới nói rằng tại vì nói thằng Minh Mập nó đẹp quá, nuôi không nuôi thì cho vợ chồng tôi nuôi, vợ chồng tôi không có con trai, ai biểu nói vậy chi, cho nên nó nhập vô. Thế thì cái lúc mà con thằng Mập Minh Mập này nó nhập vô cái con bé này đó, nó học nó mới tới lớp có lớp 5 thôi, mà cho đến năm nó 21 tuổi mẹ nó chạy khắp cùng hết, nghĩa là nghe ai đồn thầy nào giỏi ở đâu bắt hồn hay thì đi chữa hết, mà cuối cùng không có kết quả, không có kết quả. Thì hôm đó tôi đang nghỉ trưa thì hai mẹ con mới vô chùa tôi, mà tôi thức dậy thì tôi thấy hai người có vẻ hốc hác lắm. Tôi mới mở hỏi chứ cô ở đâu mà cô đến thầy có việc gì trưa quá. Cô mới ngồi xuống cô nói có mấy câu thôi, cô khóc. Cô nói thầy coi, con gái con năm nay nó 20 tuổi mà mỗi lần á, cái dòng đó nó nhập vô nó lấy cái chai sữa đổ nước, nước trắng thôi chứ không có sữa gì hết, mà đổ vô cái chai đó cho nó bú, chứ còn đưa cái ly thì nó không có uống, mà phải đổ cái chai vô cái chai sữa đó cho nó bú mới được. Rồi cô mới nói vậy cô khóc. Thì nó mới về, nó nói là im đi để nó kể cho sư ông nghe hết, nó kể hết cuộc đời nó, đại khái vậy. Thì tôi mới nói thôi được rồi, ở đây đi rồi tối sư ông tụng kinh cho. Tối thì tụng kinh trên chùa xuống xong rồi thầy trò rồi cũng ngồi nói chuyện vậy. Thì nó mới kể câu chuyện của nó, lý do làm sao. Tôi nói bây giờ á, mai sư ông quy y cho con nha, con quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, rồi con ở đây với sư ông, con tu hành, con không có theo cái nữ này nữa. Thì nó mới trả lời, nó nói không phải con theo đâu, mà tại vì bố mẹ của nữ này nói là thằng Mập nó đẹp quá, nuôi không nuôi thì cho, chứ giết gì uổng, thì con theo con làm con thế thôi, có nhiêu đó thôi. Cuối cùng hết thì mấy đêm liền tôi thuyết phục, rồi nói chuyện đạo lý để cho nó nghe, con nít mà. Nhưng mà có cái đặc biệt đó là hãy khi mà nó đòi uống nước thì mẹ của cái cô bé đó phải lấy cái chai sữa đổ nước trắng vậy thôi, nước khoáng thôi, rồi mới đưa cho nó bú, chứ còn uống không uống được tôi không cho. Tôi nói thì đưa đây rồi thì thầy cho nó uống thử coi, đổ cái ly vô thầy con uống sư ông coi đi, chứ không có bú nữa kỳ quá. Cái nó bưng nó uống, quý vị biết là cái miệng nó vậy mà nó đổ hết, nó không có vô miếng nào, nó ướt áo hết rồi. Nó mới nói nè con uống không có được, sư ông bị uống bú mới được chứ uống không có được. Mà vậy cái con gái đó 21 tuổi mà mỗi lần phải lấy cái chai sữa để nó vú vô cho nó bú vậy đó, không có gì thấy không. Cuối cùng hả thì quy y, tôi lên tôi truyền giới rồi, thì nó cũng đọc là đệ tử chúng con quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, là cũng nói bình thường, đạt pháp danh cho nó xong. Như vậy là ngày mai thì làm lễ tạ Tam Bảo rồi mẹ con dắt về quê. Thế thì sau đó một tháng quý vị nó trở lên, để mới nói sư ông ơi, sư ông ghé sư ông thăm nhà con đi. Thì hôm đó tôi nói thôi hôm nào sư ông đi giảng rồi sư ông ghé sư ông thăm con. Hôm đó tôi giảng ở dưới Trà Ôn. Thì tôi mới hẹn nó bây giờ 10 giờ thì khoảng 11, 12 giờ sư ông tới đó, 10 giờ sư ông giảng xong rồi 12 giờ sư ông tới con. Thì nó hẹn với tôi là qua cái phà Cổ Chiên. Thì tôi hẹn với nó là tôi qua phà Cổ Chiên thì nó đứng đó nó đón tôi. Thì đúng như vậy quý vị, tôi trên này tôi xuống tôi qua cái phà thì nó đứng ở đó nó đón tôi, nó dẫn tôi về nhà. Tôi không biết nhà nó đâu.
nó dẫn ra cái mồ, nó chỉ nó cái nhà con nó sao không, mà từ ngày con chết tới bây giờ không có ai sửa sang, không có ai đắp, không ai sửa hết, mà tôi thấy cỏ ống nó lên khỏi đầu. Tôi nói thôi được, để ông nói ở nhà họ sửa sang cái nhà con lại một chút nha, mà con siêu chứ con ở cái nhà đây làm chi, chứ ông nói với con hổm rồi, con nhớ không, con đi con theo Phật con siêu thoát chứ đâu có ở đây làm chi. Cái nó thấy dường như là nó thất hứa hay sao đó, nó xây cái mặt nó chỗ chỗ khác, nó có vẻ mắc cỡ. Cái nó nói con nhớ rồi, con nhớ rồi sư ông, con hứa với sư ông rồi. Thì sau khi mà thăm nhà nhà nó, thăm mộ nó đại khái vậy đó, rồi thôi về. Tôi mới dặn là mẹ của cái con bé đó, nếu có cái gì xảy ra nữa thì cô điện lên, cô cho thầy hai, thầy cho số điện thoại, còn nếu như bình yên thì thôi. Thế thì từ đó đến sau thì câu chuyện đó không có chuyện gì xảy ra nữa hết. Như vậy là sau khi mà nó mời tôi về, tôi thăm cái nhà nó đó, rồi giữa thầy trò mà có cái lời hứa hẹn với nhau là con hứa với ông rồi mà, con không có về đây nữa, không có ở cái nhà đây nữa, bắt đầu thì thôi không không ở đó nữa. Câu chuyện thứ hai đó cũng ở Vĩnh Long, cái này là chợ Chợ Lách. Câu chuyện thằng bé này ở Chợ Lách, còn cái câu chuyện này là ở Long Hồ, huyện Long 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 Hồ. Cái chú này 37 tuổi lấy vợ, nhưng mà nhà chú thì nghèo, chú ở nhà bà ngoại vợ. Thì chú làm cái nghề là lái xe hàng chở trái cây từ Vĩnh Long ra ngoài Hà Nội. Thì chuyến xe có thể là 15 ngày hoặc là 10 ngày, nó bất bất thường. Thì chú thường vắng nhà. Cho nên vợ chú ở nhà đó là lấy người cậu cậu ruột. Ông cậu vợ lấy vợ chú. Thì vợ chú mang thai cho nên gia đình họ tính toán đó phải giết chú. Nếu mà để chú sống đó thì cái việc này nó bại lộ ra là xấu hổ. Cho nên hôm đó nhà bà ngoại vợ chú có cái đám giỗ, người ta cho chú uống rượu thật là say. Xong rồi khiêng vô trong phòng á, là 11, 12 giờ đêm, người thì đè tay đè chân, người thì bóp cổ, mà cậu vợ của chú là bóp cổ chú chết. Khi chết rồi mới báo cho mẹ chú và chị ruột chú. Người chị ruột ở Phú Lâm, còn bà vợ bà mẹ ruột thì ở gần cái xóm đó, mới tới nói là nó bị phong sù, cái dấu ở trên cần cổ nó bầm là do cạo gió. Đấy nè. Mà người vợ của chú đó thì ôm bà chị ruột lên lầu đó khóc, còn bà ngoại vợ thì ôm mẹ chú khóc. Cho nên họ đóng kịch rất là kỹ. Đấy nè. Xích sao cho nên hai người này bất cẩn cứ tin tưởng là con mình, em mình bị phong sù chôn. Chôn xong rồi xuống tri tôn đó, mới thuê cái người miên họ lên họ ếm. Bởi vì họ làm cái chuyện thất đức thất nghĩa cho nên họ sợ cái người chết này báo oán, cho nên họ thuê người lên lên ếm 10 năm. Thì hôm đó chú nghe một cái tiếng niệm Phật xa lắm. Chú nói hồi nhỏ lớn con đâu có biết niệm Phật, con đâu có đi chùa. Nhưng mà con mừng quá, bởi vì 10 năm con không thấy cái gì cả, toàn bộ là tối hết. Thì con nghe cái tiếng niệm Phật rất là xa, con mừng. Thì con bắt chước, con niệm theo. Chú nói là chú bắt chước thôi. Thì khi con niệm á, thì cái tiếng niệm Phật nó gần lại một chút, và con nghe hai ba người niệm. Con mừng quá. Thì con niệm thì cái tiếng niệm Phật nó gần lại một chút nữa, mà năm bảy người niệm. Con tiếp tục con niệm nữa, thì cái tiếng niệm Phật nó gần bên con mà rất là nhiều người. Thì tự nhiên sáng, tự nhiên con thấy sáng, không còn đen nữa. Thế con mới về, con mới gia đình con, bên vợ con thấy là cái thằng con của con nó giống cậu vợ của con như đúc. Con giận lắm, con muốn dẫn vợ con ra ngoài xe, con xô nó vô xe cho nó chết. Nhưng mà con nghĩ là con biết niệm Phật cho nên con không làm việc ác. Thế là dẫn cái bà nhập vô cái bà già, nó là lớn hơn tuổi má chú, rồi dẫn má chú đi lên Phú Lâm, nó dẫn bà chị đi bao chiếc xe taxi ra ngoài chùa Hội Phước gặp thầy.
thì nó ra nó khai hết tất cả mọi việc cho thầy nghe xong. Thầy mới khuyên lên nó, thôi con cũng có duyên với Phật, nếu mà con không nghe được cái câu niệm Phật, con không niệm Phật đó, thì bây giờ đời của con chắc không được như thế này đâu. Thôi cũng là cái may mắn, là cái nhân duyên của con là con gặp được Phật, con gặp được thầy. Thôi giờ thầy khuyên con xả bỏ tất cả những cái gì quán thù, những cái gì không tốt, không may. Con suy nghĩ như vậy thì thầy thấy được đó, vì mình biết niệm Phật mà mình dẫn vợ mình xô trong xe, tức giận cái đó thì không có nên. Cái mình cột cái quan trái thì bao giờ cái quan trái nó cũng không có chấm dứt hết. Đức Phật dạy không thấy lấy hận thù trừ được hận thù, mà chỉ có từ bi mới trừ được hận thù. Đó là quy luật ngàn xưa. Thì chú nghe xong rồi chú đồng ý, thầy mới truyền tâm quy cho chú, đặt pháp danh là Minh Trí. Thì sau đó thì bốn người đó họ ra ăn cơm chiều xong rồi họ ra xe họ về, bình thường không có chuyện gì. Đúng một năm sau là bặt tin luôn, không có liên lạc và cũng không có ai nói gì cái chuyện của chú đó nữa hết. Đúng một năm. Thì hôm đó là sau cái thời tịnh độ trên chùa, thì thầy bước xuống giảng đường thì chưa có giải y, thấy cũng cái bà già đó, rồi má của chú, rồi chị của chú ngồi dưới lấp ló lấp đó. Tôi mới hỏi chứ chuyện gì mà ba người có mặt ở đây. Thì chú nói mời sư phụ vô con trình bày này, sư phụ giải quyết cho con. Là ngày mai đó là chị con đi dự cái tiệc liên quan, thằng con của con đó nó đi Nhật nó học nâng tay nghề, mà con nói với gia đình con là thằng đó không phải là con của con, vì vợ con á lấy cậu ruột đẻ ra cái thằng đó chứ đâu phải con của con. Con nói rồi mà, chị con ngày mai chị con đi dự cái tiệc đó thì sư phụ tính sao, sư phụ giải quyết cho con. Tôi nói ủa, năm ngoái thì cái chuyện đó đã xong rồi, nó đã nói rằng nó về nó thấy đứa con của nó giống cậu ruột đúc, nó muốn dẫn vợ nó xô ra xe cho chết, nhưng mà nó biết niệm Phật cho nó không làm việc ác đó, thì hôm nay tại sao lại đi dự cái lễ đó anh chi. Thì bà chị nó mới nói thế này, thầy nghĩ coi, nó khai họ của mình, nó kêu mình bằng cô, thì ở ngoài đời họ đâu có tin cái chuyện đó, trong nội bộ trong nhà mình biết cái chuyện đó thôi chứ ở ngoài họ đâu có biết. Mai nó mời con đến nó dự cái liên quan đang đợi, nó đi Nhật nó học, nó làm trong cái công ty đó, người ta cho nó đi học nâng tay nghề, có chuyện đó thôi mà nó về nó không chịu. Thế là tôi bắt đầu tôi rầy nữa nè, không cho. Rồi cuối cùng hết rồi, hắn ngồi hắn nghe cũng chắc cũng mát ruột lắm. Rồi thôi thì lại sư phụ ba lại rồi về. Tới bây giờ thì tôi cũng không có liên lạc gì, mà họ cũng không liên lạc gì tôi. Bởi vì tôi có nói với gia đình, nếu cái gì trở ngại thì quý vị điện thoại báo cho tôi. Còn nếu họ không có chuyện gì thì thôi, chuyện tôi nhiều lắm. Thôi thì từ đó đến nay tôi cũng không có được cái tin tức gì qua cái chuyện này. Cái chuyện thứ ba đó là hai vợ chồng cái chú này ở Bình Thạnh, còn trẻ lắm, mới 30 tuổi à. Mà khi cưới nhau đó thì bà vợ bà nói với ông chồng là không có chửi thề, không có uống rượu thì chịu đó, là mới cưới, chứ còn không có chịu cái đó thì. Bởi vì tôi thấy mấy cái ông chồng bê bối uống rượu về cái rồi chửi rồi dòng họ rồi đánh đập, tôi sợ, tôi chán quá. Tôi lấy chồng tôi sợ có nhiêu đó thôi, nếu được thì cưới, không được thôi. Tức là hai vợ chồng hợp đồng đàng hoàng. Thì chú này làm cái nghề lái xe cho cái công ty thủy sản mà ở dưới Bình Đại đó, người ta đi đánh bắt mà được cái con tôm nái đó, thì điện cho cái công ty này họ cho người lái xe xuống đó chở con tôm, nó nhiều tiền lắm, con tôm nái nó nhiều tiền lắm. Thì chú này đánh cái xe xuống dưới Bình Đại chở con tôm nó về, dọc đường thì ghé cái quán nước đó uống nước trưa mà rồi lái về. Thì khi về nhà đó thì chú này đổi cái tánh là uống rượu mà chửi thề, cho nên bà vợ bà thấy lạ quá.
Nó tại sao hồi đó hợp đồng là không uống rượu chửi thề, bây giờ tự nhiên đi xe về cái rồi uống rượu chửi thề mà linh tinh lang tang. Thế bà vợ bà mới viết đơn bà ly dị. Thì bà mẹ ruột của cô đó mới nói thế này: tao thấy chồng mày nó tử tế quá, nó tốt quá, nó hiền quá, đâu có chuyện gì mà mày phải vội vàng như vậy, thôi từ từ đi con. Mẹ khuyên từ từ, đừng nóng giận như vậy, cái vợ chồng nó quan hệ cả đời người chứ không phải rồi vui buồn rồi mình làm cái chuyện nó sau này hối hận đó con. Bà mẹ ruột của cô nói như vậy. Thì bà mới lén bà dẫn dẫn cái chú rể đó ra ngoài chùa Hội Phước gặp thầy. Thì thầy cũng đó, thì chú mới nói thế này: chú mua cái quần jean của cái cô bán hàng ở tại cái quán nước đó, đi đám cưới mà chưa có trả tiền, chú về chú say rượu rồi chú tự chú té chú chết thôi, chứ bây giờ đó là chú nhờ gia đình nó xuống tại cái quán chỗ chú uống nước đó, rồi hỏi cái bà chủ quán chứ cái cô Cúc mà bán quần áo dạo đó ở đâu, rồi trả giùm cái tiền 150 ngàn cái quần jean đó giùm cho chú thế thôi. Tôi nói thôi được rồi. Như vậy là chắc phải không? Thì tôi mới nói gia đình họ làm cái việc đó cho. Thì gia đình mới bao một chiếc xe xuống ngay cái quán mà ngày trước mà chú chở con tôm nái đó, chú ghé chú uống nước đó, thì hỏi cái bà chủ quán đó, cái cô Cúc. Thì cái cô chủ quán này bóc điện thoại gọi cái cô Cúc đó, cô Cúc cổ lại cô dở cái sổ nợ ra, thì đúng cái tên đó có mua cái quần jean 150 ngàn, trả cho 150 ngàn đó là hết xong, không có chuyện gì hết. Rồi thầy về thầy quy y cho chú. Thì coi như là tất cả mọi việc mà họ đến là xong đó thì tôi quy y cho họ, thì coi như chuyện đó không có chuyện gì xảy ra sau đó đó nữa. Một cái chuyện tiếp theo đó là hai vợ chồng đi buôn rồi không biết rằng lỗ lã làm sao đó, bà vợ bà nhằn nhê bà càm ràm, thì ông chồng mới buồn uống thuốc tự tử chết, còn mắc nợ khoảng 100 triệu Việt Nam. Thì cái ông này vợ đi đụng xe chết, tai nạn giao thông chết, cho nên hai người này mới nói: tôi thì vợ chết, còn bà thì chồng chết, thôi bây giờ mình nối lại cuộc đời. Thế thì hai bên cha mẹ rồi cũng vui vẻ, cũng hoan hỷ, hai người đã chấp nối, bên là vợ chết, bên chồng chết. Cái bà thế thì về hai cái anh chồng sau này mới trả số tiền nợ đó đàng hoàng, gia đình cũng hạnh phúc lắm. Nhưng mà cô này cũng có cái đặc biệt thế này: khi mà ai gọi điện thoại đến á, thì cô dở cái điện thoại lên cô nghe thì mới nói thế này: con Loan không có ở nhà, nó nhờ tôi coi nhà giùm, có việc gì nhắn tôi nói lại giùm cho. Thế là cái cô mà cầm cái điện thoại đó nói như vậy đó: con Loan không có ở nhà. Mà cổ lặng Loan cổ nghe nhưng mà cổ trả lời không được, cái miệng cổ phải nói như vậy đó nhưng mà cổ trả lời không được, cổ giận quá, cổ để cái ống nghe xuống thiệt mạnh về, cổ nói: tại sao mình Loan mà mình nói rằng Loan không có ở nhà là sao? Thế thì có những cái lần mà cái biểu hiện nó không có đàng hoàng, cho nên ông chồng sau ông mới đánh, ông không tin ông đánh. Thì hôm một lần đó đó, khi mà ông chồng đánh rồi thì cô mới nói: mày đánh con Loan chết tao có đồng minh. Thì cái người chồng sau này sợ quá mới mời mẹ ruột cái cô này tới, nói: tôi đánh nó cho nó nói tôi nghe tôi sợ quá, mẹ đi chữa bệnh lên chút chứ nó nói tôi sợ quá. Bà mới dẫn con gái của bà đi cùng hết, Phan Thiết có Long Khánh có đi cùng nơi hết. Mà bà kể thế này: nó khôn lắm lắm thầy. Tới cái bà thầy phù thủy đó, người thì nó mua đồ về nấu ăn rồi cả nhà vui vẻ lắm, một tuần, đúng một tuần, thì nó ra dấu nó nói: ông nhiêu đây còn tôi nhiêu đây. Nó chê cái ông nó thấp hơn nó vậy, nó dẫn về thôi.
chứ không có đụng chạm, không có phiền hà gì hết. Đại khái vậy. Thì bữa đó hai vợ chồng mới tới tôi đâu khoảng 5 giờ chiều. Ông chồng ông trình bày, ông nói sao vợ tôi có cái biểu hiện vậy đó. Tôi nói lên tôi coi thử coi. Tôi coi xong tôi nói có một người đó hiện giờ đỡ ở trong người của vợ chú 24/24. Tôi vừa nói vậy thì cô ta mới nói là ông sư nói tôi nam hay nữ, nói trúng tôi mới phục. Tôi mới nói cậu là nam chứ nữ gì. Nói tôi là Lê Văn Ba, 39 tuổi. Thì cái ông chồng sau ngồi đó mới biết rằng cái người đó là chồng cũ của cô ta. Tôi ngồi tôi mới nói giống như cái chuyện thầy trò vậy đó. Thế thì chú chết là do chú tình nguyện chú chết, chứ có ai bức tử chú đâu. Bây giờ vợ chú đó là chấp nối với một người chồng sau này, người ta tử tế, người ta trả tiền nợ cho chú, người ta đùm bọc vợ con cho chú như vậy mà chú không để cho ta hạnh phúc, chú phá người ta làm sao. Rồi chú mới nói sư phụ ơi, con biết con có lỗi mà con thương quá, con thương vợ con quá. Con biết con có lỗi mà con thương quá. Thế thì tôi mới khuyên lên chú đâu cũng khoảng tiếng rưỡi đồng hồ, nói qua nói lại rồi đối đáp với nhau đàng hoàng. Nhưng mà thì sau đó chú bằng lòng, tôi lên chánh điện tôi quy y cho chú. Phải quy y, mà không quy y đó tức là ra vô mà phải quy y rồi thì chấm dứt. Thì tôi mới dặn cái người chồng sau đó, nếu mà có chuyện gì nữa đó thì chú liên lạc với thầy, còn như không có chuyện gì vợ chồng chú bình thường hạnh phúc thì thôi nha, thì tôi không còn nghe họ báo cáo thêm gì nữa. Câu chuyện thứ ba nữa là ma đề. Vấn đề nó có ma nha quý vị, đơn giản nào. Cái chú này đó là chạy xe ôm rồi chở cái cô giáo đó lòng sao không biết, đưa vô trong cái rừng cao su, nó mới giết cái cô giáo này, lấy 4 chỉ vàng để đánh số số đề. Sau đó thì công an ta bắt được, kêu án tử hình, thì đem chú vô trong cái chân núi đó là làm cái cây thánh giá, rồi cột chú vô đó rồi tử hình, rồi chôn chú kế bên đó. Thì ở ngoài chợ Bà Rịa đó thì tối người ta đi vô đó người ta cầu người ta số đề đó, thì khoảng cũng chừng 100 người, hơn 100 người đi dập diều đó, 12 giờ đổ đi thì họ kéo vô đó họ xin số đề. Thì cái chú này đó, chú làm cái nghề bốc xếp, tức là rau cải Đà Lạt đưa xuống thì chú bốc xếp, chú vác rồi chú vô trong kho rồi chú cất vậy đó. Một đêm người ta trả cho chú khoảng ít tiền cũng đủ vợ chồng chú sống được. Chú mới theo cái đoàn người chú vô chú xin số đề. Thì chú trúng, trúng được 2 lần nhưng mà trúng ít thôi. Thì chú cũng vái là chú cúng dịch quay đâu gì đó mà chú không cúng gì hết. Thì cuối cùng hết đó là cái chú mà sử bắn đó, chú nhập vô cái chú này. Dạ chưa. Rồi tiếp tục đánh chứ, đánh là thiếu nợ nhiều lắm. Ông đó nói như số nhiêu đó lâu quá tôi quên, nhiều lắm. Thì vợ chú ở nhà đó không có khả năng trả. Mà cái chủ đề đó thì tới nhà đó hăm he vợ chú đó, chồng của cô đó thiếu nợ tôi như vậy như kia. Bà vợ mới nói tôi đâu có biết chồng tôi đi bốc xếp rồi tiện đâu mà mắc nợ nhiều quá tôi đâu có tiền trả. Thì đại khái tức là có lời qua tiếng lại đó. Thế thì cái chú mà sử bắn đó, chết bắn đó, chú đem cái chú mà bốc xếp này đó đem đi giấu. Bị cái ông chủ đề đó ổng hăm, ổng nói mày không chung tiền cho tao, tao kêu xã hội đen giết mày. Cho nên cái con ma đề này nó mới đem cái chú này nó giấu. Bằng cách là tối khoảng 10 giờ chú ra ngoài chợ Bà Rịa đó thì nó dẫn chú đi ngủ đâu đó không biết. Nhà ai đó không biết, không có bốc xếp gì hết. Rồi sáng đó mượn tiền ai đó đem về đưa cho bà vợ 20 ngàn tiền Việt Nam. Bà vợ bà chửi bà nói hai vợ chồng hai đứa con mà bao nhiêu tiền để làm sao sống được, cho con nào cho ai. Bắt đầu nổi cơn ghen lên làm rùm beng hết. Thế thì bữa đó chùa tôi trưa 12 giờ
đóng cửa chỉ tịnh. Thì ở ngoài đó họ mới kêu cửa, thì tôi ra tôi mở, thì vô trong chùa tôi khoảng 100 người. Ở xóm sau chùa tôi họ kéo tới cả 100 người. Thì cái chú mà đánh số đề thiếu nợ đó, cái chú mà chết bắn đó, nhập vô rượt cái bà vợ đó, hành hung với bà vợ đó. Bà vợ bà chung vô cái cầu 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 thang ở giảng đường tôi, bà trốn. Còn bao nhiêu người đó ngồi đó, chú tới chú hành hung chú làm dữ đó. Tôi mới khoát tay tôi nói ngồi xuống đó đi, vô chùa con đừng có la, mình ở chùa mà cái gì nói. Mà quý vị biết rằng lúc mà nó nhập vô cái tóc của chú nó dựng đứng luôn, giống giống mình lấy là tâm sẽ răng mình cắm vậy đó, đứng đứng hết. Còn con mắt của chú, hai con mắt nó đỏ như hai cái cục lửa vậy, chứ không thấy tròn đen tròn trắng gì hết. Cái lúc mà chú giận dữ chú rồi, tôi chú ngồi xuống đó mà tôi thấy tôi sợ quá. Thì chú mới bắt đầu chú kể cái chuyện đó, đánh số đề làm sao thì cái bà chị mới ngồi sau lưng tôi mới nói thưa thầy, nó là em út của con đó, nó nuôi bố mẹ con, mà bây giờ nó có cái chuyện gì thì bố mẹ con ai nuôi thôi, bây giờ thầy nói với chú con chấp nhận trả cái tiền đó, nhưng mà chú làm sao đừng, em con đừng có đánh số đề nữa. Tôi nói à, để tôi điều đình thôi coi. Tôi mới nói với chú gia đình người ta chấp nhận trả đó thôi, bây giờ chú giúp cho cái xác này đừng có đánh nữa, chú làm được không? Chú nói được. Sư phụ lấy hai tờ giấy trắng, sư phụ viết tờ số 1 viết 1 2 3 4 5, cái tờ số 2 đó 6 7 8 9 0, tức là hai tờ giấy là 10 số. Rồi sư phụ lấy kim á, sư phụ lấy chỉ, sư phụ quấn cái đầu cái kim, rồi sư phụ chích vào mấy cái đầu ngón ngón tay, sư phụ nặn máu ra, rồi sư phụ in vô cái số cái tờ giấy bên này, cái tay bên đây sư phụ in vô cái tờ giấy bên này, rồi sư phụ đốt, sư phụ cho hắn uống là không bao giờ hắn đánh nữa hết. Tôi nói chắc không móc móc ngoéo, tôi để rồi nói chuyện nó nguy hiểm, chú móc ngoéo với thầy đàng hoàng. Rồi thầy lấy kim thầy làm xong đàng hoàng tinh tế rồi, thì chú mới nói bây giờ sư phụ cạo đầu nó đi cho nó thức tỉnh. Tôi nói làm sao sư phụ dám, bây giờ con chú nhập vô á thì được, nhưng mà chú mà xuất ra rồi nó kêu công an bắt sư phụ đó, tôi cạo đầu người ta. Nó nói con xuất ra sư phụ cạo không có được đâu, sư phụ cạo nó đầu nó đi. Thế là tôi mới đem ra ngoài cái hiên đó, tôi ngồi tôi cạo tóc cho nó xong hết, nó về. Thì mấy hai hôm sau tôi có cái đám tang ở dưới phố đó, tôi đi tối tôi đi tụng kinh, tôi thấy nó ngồi ngoài nó mà đổi cái kết. Tôi nói đâu con dở kết thầy coi coi. Nó dở xuống chứ ai cạo đầu mày, nó ông với ai. Tôi nói mày tra cán tao, tao tới nhà mày nào hồi nào cạo mày nói tao cạo, má con nói. Tức là lúc đó nó nhập cho nó đâu biết, mà má nó nói là hỏi là ai cạo, nó nói thầy ở chùa cạo, hỏi nó lầm thinh, nó nói thiệt. À, thế là ma bữa sau nó chạy lại nó nói sư phụ bốc mộ con đi sư phụ. Bây giờ con quy y với sư phụ rồi, con về với sư phụ mà để cái xác con ngoài đó rồi họ đi xin số đề, con thấy tội nghiệp quá mà đâu có trúng đâu. Tôi hỏi chứ cái lúc đó mà cái chú cho số đề cái chú này đánh á, mà chú cho cách làm sao, chú nói thầy nghe coi. Nó nói đâu có gì đâu, lấy cái tờ giấy trắng là để xuống, lấy cục đá dằn đó, cái rồi tập trung tư tưởng giấy cái dở cái đó, lấy cái đèn pin rọi vô cái tờ giấy trắng nó có cái số trọng á, rồi quánh trúng à. Nhưng mà con cho trúng ít chơi thôi, tại vì nó mê quá, mê cho nên nó thua, chứ con cho mà trúng chơi thôi. Thì cái chú này chú kể rằng đúng thầy, con để tờ giấy xuống, con lầm rầm con giấy nó, con lấy đèn pin con rọi thấy trúng số 37, con quánh trúng 37, trúng 2 lần rồi thôi không có thấy nữa. Như vậy là ma đề, đó là cái anh chàng này là đánh số đề rồi đi giết cô giáo đó, đó là rồi bị sự tử bắn. Rồi cái anh chàng này bốc xếp cũng mê số đề rồi trở thành cái ma ma đề hết. Thì sau đó thì tôi quy y xong rồi chú, rồi chú mới nói, chưa hẹn 3 bữa con suy nghĩ ha, 3 bữa quy sư phụ chứ giờ con chưa quyết định, tội còn nhiều lắm, để 3 bữa mới quy y. Thì cái ngày thứ hai đó nó mới mời tôi đi ra thăm nhà nó, từ cái mộ nó đó, sư phụ lấy cốt con lên đi
đem về chùa để cho con nghe kinh. Thì tôi nói cái đó sư phụ làm không có được, bởi vì con là phạm nhân, thế nè, tù. Chứ nếu bình thường thì sư phụ lấy được. Bây giờ con về con nói mẹ con á, làm cái đơn xin phép thầy cho tiền hốt cốt con về đem về chùa thầy cho, chứ bây giờ thầy lấy không được. Nó nói má con tham lắm, không có cho lấy đâu, để người ta đi số đề về cho tiền má con không lấy, má nó không chịu. Tôi thì tôi nói là tôi cho tiền nhưng mà má con xin phép cho thầy không lấy. Thì bây giờ thì cái cốt nó chưa lấy lên được, má nó không cho lấy. Rồi nó mời tôi vô thăm nhà nó, tôi đi vô thăm nhà nó, thì đi ngang cái đường đó là cái nghĩa trang của người Hoa, cho nên đi thẳng vô trong cái chân núi đó thì cái hàng rào đó người ta trồng cây bạch đàn. Cái nó nói sư phụ ơi, con đố sư phụ chứ người ta ma treo quần áo cũ lên làm chi vậy? Đó, nó ai biết đâu, chuyện của người ta hỏi. Con nói sư phụ, con run con nhát mấy người đi xin số đề đó, cái họ lấy quần áo rách, họ máng đồ dơ, họ không sợ ma. Con nói sư phụ, nó máng rồi. Cái nó về, thầy về trước, cái anh rể nó chở nó. Anh Tám mà cho em uống rượu, mai em thọ giới, sư phụ không có cho uống rượu. Anh Tám nó mới ghé trong cái tiệm nó mua cho nó một cái ly, giống như uống nước mình vậy đó. Nó lắc đầu, nó chỉ cái thùng, uống hết một can 5 lít. Rượu trắng uống một can 5 lít. À, thằng anh rể nó về, nó uống mà con ngồi con run đó thầy. Con mua cho nó có một ly về, nó chỉ cái thùng, nó uống hết một thùng 5 lít. Ngày mai là sư phụ truyền giới là con không được uống rượu một lần nữa thôi. Xong. Mai thì 9 giờ mai lên, mấy chị em nó với bà già nó lên chùa thì quy y cho nó. Rồi thôi, em tới bây giờ luôn, khỏi quánh số đề, khỏi gì hết, mà phải quy y. Mà phải quy y. Cái chuyện tiếp theo nữa là thầy đi với cây dông ở ngoài Phan Rang. Thì ngày 2 tháng 9, hai đứa học trò nó nghỉ, nó đi chơi. Nó mới học có cấp 2 à. Thì cái con bạn nó đó, ở trên nó chạy xuống cái cục đá đó. Thì nó mới trợt cái cục đá nó. Cái con nhỏ ơn sao nó gió nó nắm cái áo thì hai đứa tuột hết, rớt xuống đó hết. Mà cái tháng 9 đó quý vị biết nước là ở trên thác Đa Nhiêm đó. Nó đổ xuống cái sông nó chảy được, chảy khủng khiếp lắm. Mình rớt xuống là trôi liền. Nên là thôi thì chiều hai đứa không có về. Người cha mẹ nó đi kiếm cùng hết, không được. Thì tối hôm đó đó, một đứa nó về nó báo mộng cho cô giáo nó nói đó, bạn em đó thì nằm ở dưới cái cục đá đó không có trôi, còn em đó là trôi cách đó 2 cây số. Nó về nó báo mộng đàng hoàng. Thì sáng cô giáo mới đến nhà của hai đứa này báo cho cha mẹ nó, nói rằng nó chết ở cái khúc sông đó đó, mà một đứa thì nằm hiện giờ nằm ở cái cục đá đó, dưới cái chân cục đá đó, còn một đứa thì trôi hai cây số. Thì hôm đó gia đình mới nhờ tôi lên tôi vớt. Thì cái ông mà vớt hai đứa nhỏ đó, ổng có mặt ở đó. Tôi hỏi chứ anh vớt cách sao, anh kể cho tôi nghe đi. Anh nói rằng thầy biết không, trước khi mà tôi xuống cái dòng sông này đó, thì ở trên bờ họ cột cái lưng, cột cái dây sau cái lưng tôi, họ ở trên đó họ chịu lại, nó sợ tôi trôi. Nó trôi cỡ đó là, nhưng mà tôi vừa bước xuống thì tôi đụng cái con bé đó ở dưới cái chân cục đá đó liền. Còn cái con thứ hai đó là nó trôi cách đó 2 cây số rồi vớt nó lên, đúng như cái lời mà nó về nó báo mộng cho cô giáo nó biết như vậy. Thì tôi mới vớt hai đứa nó lên. Thì khuya khoảng 10 giờ thì đem máy đèn rồi ra xong đó là nổ máy rồi bắt đèn rồi sáng cho hết, tôi ra tôi vớt hai đứa lên. Thì khi mà bắt đầu về thì lên xe đó, má của hai đứa nhỏ đó, cha mẹ hai đứa nhỏ đi chiếc xe 7 chỗ nó ngồi sau lưng tôi, thì nó nhập vô. Nó nhập vô má nó liền. Ngồi sau lưng tôi nó nhập liền. Nó nói sư phụ ở xa lắm, mà sư phụ thương tụi con lắm. Mà sư phụ ơi, ở dưới đó còn nhiều lắm sư phụ. Chứ không phải có hai đứa con đâu. Ở dưới đó còn nhiều lắm, cái khúc sông nó còn nhiều lắm. Mà tháng sau đó
cái chùa trên đó ta làm trai đàn, ta rước sư phụ đi nha. Tôi nói trời đất, sao mà con biết ở đó họ rước, ta họ đâu có rước sư phụ đâu mà sư phụ đi. Nó nói tháng sau đó, tháng 7 đó, ở tháng 9 tháng 10 đó, thì rằm tháng 10 ở trên cái chùa trên khúc trên đó đó, người ta làm trai người ta rước sư phụ đi nha, sư phụ giúp nha. Thì thiệt quý vị, tháng sau trên cái chùa đó họ trai đàn họ xuống họ thỉnh thầy. Mà nó ngồi sau lưng nó nói đó là tháng sau cái chùa đó đó làm trai đàn người ta thỉnh sư phụ lên giúp, ở dưới đó còn nhiều lắm. Là quý vị biết đêm hôm đó tôi lên tôi thuyết linh, thì ban kinh sư đó chiều họ làm lễ rồi họ thỉnh linh là đàng hoàng, tối đó họ là tôi làm lễ thuyết linh. Thì trong cái chánh điện hôm đó khoảng 80 người cũng ngồi, gia đình người ta mỗi người có cái bài vị để trước ngực này nè, cái bài vị của thân nhân của họ để trước ngực hết. Mà 80 người tôi ngồi tôi thuyết linh, họ nhập cho họ lên hết chùa quý vị, hết chùa luôn. Trong 80 người đã lên hết luôn, bỏ cái bài vị xuống, lại người thì lại, người thì khóc, đủ thứ hết, nói đủ thứ hết. Tôi nói thôi bây giờ sư phụ biết rồi, tức là trước này một tháng đó, hai cái cô học sinh này đó, là cái khúc dưới đó cách 4 cây số sư phụ có vớt hai đứa nhỏ nó lên rồi. Bây giờ nó nói là tháng 10 đó, thì cái chùa này nó có làm trai đàn rước sư phụ lên thuyết linh. Thì sư phụ có hứa rồi, thì đúng như cái lời là hôm nay sư phụ lên. Thôi bây giờ quý vị bình tĩnh trở lại chỗ cũ đi, để nghe pháp xong rồi sư phụ quy y tam bảo cho nha. Họ chịu, họ trở lại họ ngồi bình thường hết. Hết cái thời pháp đó xong rồi khoảng thời gian chừng khoảng có chừng 45 phút xong rồi mới thỉnh quý thầy ban kinh sư lên, thầy chủ lễ thầy làm cái lễ quy linh cho họ là xong êm hết. Rồi cái chuyện tiếp theo là ở Bảo Lộc. Chuyện ở Bảo Lộc. Thì cái anh Phật tử ở Tiền Giang, ảnh có cái nguyện thế này quý vị. Mỗi năm đó thì ảnh sẽ thỉnh một thầy đi vớt vong từ thác Brent mà về cho tới ngã ba Dầu Dây. Bởi vì cái đường đó là nhám nhúa lắm. Thì năm đó ảnh ra ảnh thỉnh thầy là năm nay con thỉnh sư phụ đi, thầy hứa thầy đi. Thì lên trên khách sạn ngủ lại một đêm, thì bắt đầu 4 giờ thì thầy trò mới là làm cái công việc vớt vong từ đó mà trở về Dầu Dây. Thì đến cái Bảo Lộc khoảng 3 giờ chiều thì có một cái cầu, có một nhịp thôi, có cái miếu xưa cũ lắm, đen xì hết. Thì tài xế hôm nay có cái miếu trước của mình đó thầy, nó nói thôi chú ngừng chỗ đó, thầy vớt vong chỗ đó một chút. Thì xe thầy vừa ngừng lại mở cửa thì có cái chú thanh niên, chú chạy chiếc xe City màu đỏ mà đất Bảo Lộc đỏ, xe cũ mềm. Chú dừng xuống chú nói sư phụ con đón sư phụ ở đây. Tôi hỏi chú ở đâu mà chú đón sư phụ con ở cái miếu này. Nó chỉ miếu này là tôi biết ma rồi, tôi biết ma. Hỏi chú chết rồi năm nào? Con chết năm 70 13, con chết năm 73 rồi, ta lập miếu ta thờ con ở đó đó. Mà cái chỗ sư phụ đứng đó là nó xô xe người ta chết 7 người đó sư phụ, mà con không có chơi cái trò đó, gian ác lắm, con không có chơi. Sư phụ vớt họ lên, tức là cái vong này đó chỉ thầy vớt mấy cái vong mà xe chết xe đụng ở đây. Thì mấy thầy trò cũng đang đứng lùm xùm thì ở trong xóm họ chạy ra đâu cũng 4-5 người. Thầy mới hỏi mấy chú ơi, ở đây có sự thật là người ta té xe người ta chết không? Mấy người mấy chú nhớ không? Cái anh đó cũng lớn tuổi rồi, cũng bằng thầy anh đó. Lâu lâu nghe cái rầm, ra thì người chết, người bị thương. Khi làm cái rầm ra thấy chết hết, mà tôi không biết mấy người. Rồi cái người ở địa phương đó họ cũng không xác định được mấy người. Mà cái vong đó nó nói với thầy là 7 người. Còn mấy người bị thương thôi, nó bỏ, nó không nói, chết 7 người. Tôi mới nói thôi bây giờ đó, là sư phụ vớt mấy người ở đây về rồi chú cũng về luôn nha, chứ đừng ở cái miếu này chi nữa, lâu quá ở đây làm gì, giữ cầu làm gì, đâu có. Này họ làm miếu mình ở đây thôi, cho nên đừng có làm miếu ngoài đường, họ ở trong đó đó, mệt lắm. Mình làm cho hơi siêu chứ mà làm miếu. Thì cái chú này chú nói làm miếu chú ở đó, mà chú chỉ là mấy cái người này chết gần đó thì khoảng chừng 15 mét thôi, từ cái miếu đó mà tới cái chỗ xe thầy đậu 15 mét.
Rồi thầy vớt mấy người đó xong rồi chú cũng về luôn, về chùa thầy mới quy y, về chùa mới quy y. Chắc nó vớt thôi chứ đâu quy được. Rồi cái chuyện tiếp theo nữa là tối khoảng 11 giờ cái bà Phật tử Bình Đức á, bà điện về, bà là đệ tử của Hòa Thượng Trí Tịnh. Bà nói đi, bà vừa nói mấy câu bà khóc. Tôi nói thôi giờ bà bình tĩnh đi, bà nói công chuyện cho tôi nghe chứ bà khóc quá tôi đâu biết làm gì được. Bà nói đại khái thế này, bà có thằng con chết hồi 2 tuổi ở quận 11 đó, đem lên Củ Chi chôn. Bây giờ đó, đó ta giải tỏa làm cái sân vận động. Thì em của bà mới điện qua mới nói bây giờ cái mộ của thằng bé Tuấn đó đã giải tỏa, bây giờ em cho chị hai rồi chị tính sao. Thì con mới nói thì cậu lo giùm đi, tôi gửi tiền cho chứ cậu hỏi gì, cải táng cho cháu đi. Thì ông cậu nó mới lên mới thuê người ta đào cái mộ đó lên, thì nó xương nó mục hết rồi, 30 năm rồi con nít mà còn có cái hộp sọ không à, không biết nghe lời ai đâu không biết. Ông mới bỏ trong cái bọc ni lông, ông lấy cái chai bia ông đập cho cái sọ nó bể ra, ông đem bỏ dưới sông gọi là thủy táng đó. Nó về nó mới khóc, nó nhập bà nó khóc, ở bà nó đập đầu nó bỏ dưới sông không có chỗ ở. Bà mới điện về bà nói nó thầy coi nó gian ác không, biểu nó cải táng cho thằng nhỏ, thì nó đập đầu thằng nhỏ nó bỏ dưới sông. Tôi điện về tôi hỏi nó đúng như vậy, nó trả lời nó đúng như vậy đó. Bây giờ bà bức xúc bà khóc, tôi nói thôi giờ cô nói tên tuổi của cháu rồi rồi cô nhớ cái ngày nó chết ra tôi giúp cho. Đó là chứ giờ bà khóc qua tôi biết giờ. Rồi bà nói xong thì tôi khai kinh Địa Tạng tụng 2 đêm, tụng 2 đêm còn đêm nữa là hoằng kinh hồi hướng cho nó đó. Thì cái ngày thứ thứ ba đó tôi mới nói với cậu nó bây giờ anh ra ngã tư ăn sương tôi với này, tôi lên thầy trò mình gặp nhau, anh chở lên cái chỗ cái nghĩa trang đó tôi một chút. Nhưng mà tôi quên đó là bây giờ người ta đổ đất người ta làm cái sân vận động, người ta lấy cốt rồi mà tôi quên. Tôi mới hẹn cậu nó đón tôi lên, nó lên nó thấy một cái đám đất rộng mênh mông không có mồ mả gì hết. Tôi mới đứng đó tôi mới nói thôi bữa nay sư phụ lên sư phụ đón con về nha. Thôi về đi chứ đừng ở đây giữ chi cái xương tàn cốt rủi 30 năm làm gì con. Đại khái tôi về. Thì tối hôm đó tôi mới làm lễ quy y, đặt pháp danh cho nó, rồi quần kinh luôn. Thì sáng hôm sau đó bà mới điện về, bà mới nói nè nó về nó nói là nó có tên Phật rồi, nó quy y nó về với sư phụ rồi, có vậy đúng không? Tôi nói vậy đúng rồi đó, nó nói vậy đúng đó. Thì bà hỏi tôi chứ bây giờ con làm cái gì để hồi hướng cho cháu tội nghiệp mấy mươi năm, bây giờ nó được về chùa như vậy bà mừng quá, thôi gì thầy chỉ cho làm cái gì. Tôi nói thôi để bà làm chứ bà biểu tôi chỉ giống như vẽ bùa đeo tôi không có nói đâu, ý của bà làm sao thì tôi giúp cho, chứ còn tôi nói tôi không có nói. Bà nói bây giờ bà muốn cúng dường trai tăng để hồi hướng cho cháu. Tôi nói thôi thì chùa tôi có cái an cư kiết hạ nó khoảng 70 mấy vị tăng ni, nếu mà cô muốn vậy thì cô gửi kinh phí về rồi tôi cúng trai tăng trong cái trường hạ đó hồi hướng cho cháu thì tốt, theo cái tinh thần của nhà Phật mình vậy là đúng chánh pháp đó. Bà gửi về 1.000 đô Mỹ, lúc đó đổi được 15 triệu. Thì bà nói rằng cho em của bà đó là 5 triệu, còn đưa cho tôi 10 triệu để mà lo cái trai trai tăng đó. Thì bữa đó cúng xong rồi cậu nó ra dự, cúng rồi hết rồi quý thầy rồi về hết rồi. Thì cậu nó mới cầm 5 triệu mới nói thằng nhỏ nó linh quá tôi không dám xài tiền của má nó đâu, tôi giao cho thầy làm gì đó thầy làm. Anh nói tôi vậy phải không? Tôi nói thôi thì anh cứ đưa tôi nhận chứ còn... Bà nói cho anh 5 triệu còn cúng trai tăng nó 10 triệu tôi làm xong rồi, bổn phận của tôi là xong. Thì bà ổng đưa tôi 5 triệu, tôi mới cầm trên tay tôi nói cái số tiền này đó là mẹ con cho cậu con, còn cái phần mà gửi cho thầy cúng trai tăng mà thầy làm xong rồi thì cậu con mới nói là con linh lắm, cậu con không dám nhận cái số tiền của mẹ con, cậu con giao cho thầy, bây giờ thầy làm chùa thầy hồi hướng cho con nha. Rồi đại khái vậy.
Tôi nói khơi khơi vậy thôi, đâu có nó đâu, tôi đâu biết. Thế thì nó về nó nhập bả, là hôm đó bả đi đám cưới, đang ngồi tiệc ở đó, cái nhập nhập bả chứ không nhập ai hết á. Rồi xong rồi nó xuất ra rồi con bả mới kể lại. Nó mới nói: sư phụ con cực với con dữ lắm mà mẹ không có cho tiền. Bả nói: ủa, nó nói vậy là nghĩa là sao? Bả điện về bả hỏi tôi. Tôi nói thì 10 triệu tôi cúng trai tăng, còn 5 triệu thì cậu nó, bà cho cậu nó, em bà. Rồi em bà mới đưa cho tôi, mới nói là nó linh lắm, cậu nó không dám xài tiền đưa cho tôi nói nó tôi làm chùa. Đúng không? Bà đâu có cho tôi cắt nào đâu. Nó nói vậy là đúng đó. Bà gửi về cho tôi 200 đô. Tôi mới nói: cha, có thằng đệ tử ma vậy nhiều thằng vậy đỡ biết mấy à. Thế thì nó không chịu, nó nói với bà là: sư phụ con cực kỳ con lắm mà mẹ không có cho tiền con. Thì cái đó bà cúng, còn cái tiền này 5 triệu tôi làm chùa bà không cho tôi là đúng. Bà phải gửi tiền thì bà cho mấy em luôn. Thôi đại khái và em rồi không có chuyện nữa. Và cái chuyện gần nhất đây là trước khi tôi đi, trước cái Du Lan này, gia đình đó thì đạo Chúa gần cái chùa Hoàng Pháp. Quý vị đi vô chùa Hoàng Pháp thì được qua cái cổng nhà thờ, rồi chút xíu nữa vô cái cổng vô Hoàng Pháp. Bà đã sinh hoạt ở cái nhà thờ đó. Bà ra tôi mà bà bức xúc lắm, có vẻ là ngơ ngác lắm. Bà nói: thưa thầy, tháng nay tôi không ngủ, sợ không mà không ngủ, là bà có người em gái lấy chồng Mỹ, mà cái ông chồng thì thành đạt lắm, nhà cửa cũng đàng hoàng hạnh phúc lắm, có đứa con gái 7 tuổi. Thế thì ông Mỹ này ông mới bắt được là cái người bạn trai của cô ta bên Việt Nam nó điện qua nhắn tin rồi thăm viếng gì đó. Thì cái ông Mỹ này ông ghen cho nên ông bắn hai mẹ con chết hết. Rồi ông ta mới đốt nhà ông ta, bắn ông ta luôn. Rồi coi như gia đình này có ba người, tức là hai vợ chồng đứa con là chết hết. Cảnh sát tới thì cái nhà đó trở thành đống tro tàn, ba người này biến dạng hết. Bởi Việt Nam bà không hay chuyện đó. Thì tối bà nói rằng cái phòng của bà nó có hai cái đèn tiếp một thước hai và cái đèn ngủ. Rồi khi mà bà tắt cái đèn tiếp á, bà nằm xuống giường, bà mở cái đèn ngủ lên, thì bà chỉ lấy cái mền bà đắp lên cái mình của bà, thì bà thấy rằng ba người đứng trước mặt nói: chị ơi cứu em. Thì cái tiếng nói đó thì bà xác nhận là em ruột của bà, em gái bà. Nhưng mà bà dòm bà thấy ba cái người này đó là bà không nhận, không biết mặt mày ai hết, bị hỏi chết cháy mà. Bà nói bà sợ lắm: chị ơi cứu em. Thế thì bà bỏ cái phòng này, bà qua cái phòng khác bà ngủ, bà cũng thấy như vậy. Rồi bà bỏ ở trên lầu, bà xuống đất, bà cũng thấy như vậy. Thì bà sợ quá, bà nói với cả nhà bà bây giờ bà không dám ngủ nữa. Thì trong nhà chỉ có một mình bà thấy thôi, còn mấy người thành viên của bà không ai thấy hết. Bà ra bà mới thưa với thầy, bà nói: như vậy bây giờ gia đình tôi phải làm sao, tôi khủng hoảng quá. Tôi mới nói rằng đạo Chúa đó thì không tin cái việc này, bởi vì một là lên thiên đường, hai là xuống quả ngục, chứ không có đi lang thang cái kiểu này. Đó nè, bên đạo Chúa thì nói như vậy, người ta không tin cái chuyện này. Mà riêng chị thì chị tin không? Bà má nó sợ quá trời, còn nhìn nó tin như không tin. Bây giờ bà xuống đây, bà người ta giới thiệu, ta nói xuống thầy, thầy giúp giùm được. Tôi nói không được đâu, cá nhân bà là không được. Bây giờ bà trở về, bà sinh hoạt với gia đình bà, tất cả con cái trong thành viên trong gia đình của bà đó thống nhất cái này, rồi bà trở xuống tôi giúp giúp được. Chứ còn một mình bà không đủ khả năng, bởi vì cái việc này làm phải có cái đức tin, chứ không có đức tin làm không được. Thì bà trở về thì tuần lễ sau bà mới chở xuống một xe tốc hành mười mấy người. Tôi dọn cơm ăn rồi xong đàng hoàng, tới trưa tôi ngồi tôi mới nói cả 2 tiếng đồng hồ, tôi giải thích 2 tiếng đồng hồ. Rồi gia đình của bà thống nhất thì làm cái trai đàn bạc độ là ngày 12 13 tháng 7 âm lịch, thì 20 tháng 8 tôi đi đây. Tôi mới dặn bà nếu sự việc này mà êm nữa nè, còn nếu như có sự việc gì nó khác hơn nữa thì chị điện thoại xuống báo cho tôi biết, chứ tháng sau tôi đi Úc không có ở nhà. Thì từ cái ngày mà làm cái trai đàn bạc độ rồi cho đến khi tôi đi Úc
là không có cái thông tin nào hết. Thì như vậy tức là tốt. Giờ thêm chuyện nữa đi. Chuyện này ở Phan Thiết. Thì bà này là người Hoa, gia đình bà làm nước mắm giàu lắm. Tại sao khi mà giải phóng đó, thì gia đình bà mới tổ chức đi vượt biên, ghe nhà mà. Thì 25 người thì Thái Lan nó cướp, nó giết hết. Giết hết. Coi như không còn sống sót người nào hết. Thì bà mới tổ chức gia đình bà đi cái chuyến sau là bà thoát, để bà định cư ở Hoa Kỳ. Bà nói thế này: thỉnh thoảng tôi thấy mấy đứa cháu tôi nó về nó khóc, mình mày ướt hết máu me không, đói xin ăn thì tôi cúng. Mà người Hoa là quý vị biết họ cúng kỹ lắm, họ đốt vàng mã đồ nhiều lắm, nhưng mà không có kết quả. Cứ thỉnh thoảng bà thấy, thỉnh thoảng bà thấy. Thì bà về Chợ Lớn thì bà mới quen với mấy người Tàu Chợ Lớn. Vì cái cô Phật tử này là chuyên đi tổ chức hành hương, thì cũng có thường ra Vũng Tàu cô gặp thầy. Thì cô nói là tôi có quen cái thầy Giác Hạnh, để tôi ra tôi thưa thầy có thể giúp được cái chuyện này không. Thì cô ra cô nói vậy, tôi nói được. Bây giờ nói cô về cô gặp thầy đi. Thì bàn bạc hết xong rồi, cái việc này phải làm cái đàn thủy lục, tức là phải làm cái tàu ra ngoài biển dớp, chứ không phải là cúng thường được. Nhưng mà cái nguyện của bà đó là bà cúng 1.000 vị tăng, gọi là thiên tăng. À, tôi nói thì cái đó khó lắm á. Bởi vì cái chùa Phước Lâm tôi nó ở ngoài Vũng Tàu, thì tôi mới thuê thuyền tôi ra ngoài biển, tôi dớt dông tôi về tôi làm cái đàn đó được. Nhưng mà cúng trai tăng thì chùa tôi không có khả năng cúng tới 1.000 vị được. Chùa tôi cúng chừng 200 vị thôi, chứ còn hơn 200 tôi cúng không được. Như vậy để tôi lên Đại Tuần Lâm tôi thưa với Hòa Thượng. Trên đó Hòa Thượng cho phép cho tôi mượn cái trai đường của Tuần Lâm. Vì trai đường Tuần Lâm đó thì dọn hết cúng phải là 1.115 người. Cái trai đường của Đại Tuần Lâm đó mà dọn hết đầy đủ trong đó phải 1.001 mới hết. Mình cúng 1.000 thì còn thừa lại 100 vị. Thì Hòa Thượng rất là hoan hỷ. Thì sau cái đàn đó thì làm cái đàn thủy lục rồi, thì tôi mới thỉnh chư tăng về Đại Tuần Lâm cúng cái thiên tăng ở Đại Tuần Lâm. Sau cái trai đàn rồi thì bà không còn thấy cháu bà về nữa. Tội nghiệp. Mỗi năm thì tới mùa Du Lan thì bà có gửi tiền về để mà bố thí, mua gạo, mua này kia khác nọ cho người nghèo, để mà hồi hướng cho các cái vong linh đó. Thì bà nói rằng từ ngày đó tới giờ bà không còn thấy mấy người đó về nữa. Thì đó là qua những cái việc làm rồi tôi phải rút kinh nghiệm, như vậy là được mấy chục phần trăm. Nếu nó đạt được từ 60% trở lên á thì mình thấy cái đó là sự mầu nhiệm của Phật pháp đó nè. Còn đối với nhà chùa, người tu của chúng ta là không được gọi hồn bắt hồn, vì cái đó là không đúng với Phật pháp. Mình thứ nhất đó là cái oai lực của Tam Bảo, thứ hai là cái sự tu hành của mình, đức độ của cái người tu đó và cái nguyện của người ta độ họ được thì có cái duyên đó mình độ. Tôi thì thưa quý vị, tôi có cái tinh thần là tôi thương họ lắm, tôi thương cái phần linh lắm, cho nên tôi có cái nguyện là tôi sẽ độ họ, tôi sẽ giúp họ. Nhưng mà bản thân của tôi đó là phải thanh tịnh hay không. Nếu mà tôi không thanh tịnh á thì tôi không thể làm được cái việc đó. Mà tôi có duyên với họ thì tôi độ họ được. Và cái oai thần của Tam Bảo, nhờ cái oai lực của Tam Bảo thì như vậy nó đúng với Phật pháp. Cho nên các cái vong linh đó là sau khi đó mình truyền tam quy cho họ, tức là họ được siêu thoát. Đó là cái tinh thần của nhà Phật mà độ cái phần tâm linh. Chứ còn nhà chùa chúng ta mà làm cái kiểu mà gọi hồn, kêu hồn nên là giống như cái phù thủy, cái đó thì thưa quý vị không đúng với chánh pháp. Thì hôm nay có cái dịp tôi trình bày như vậy để quý vị, còn nhiều lắm mà tôi nói giờ mấy thời còn không hết nữa. Chuyện dài, chuyện ngắn gì còn nhiều chuyện lắm. Thôi thì mình sẽ gặp nhau ở cái buổi khác mình tiếp tục. Để cuối cùng thì xin thưa với đạo tràng thế này. Chúng ta đó, với tổ tiên ông bà của chúng ta, nó có một cái mối quan hệ rất là chặt chẽ. Cái mối quan hệ rất là chặt chẽ. Tôi nói cái điểm này để quý vị lưu ý nè.
truyền thống của người Việt Nam chúng ta đó là tổ tiên ông bà mình cúng, mình vái, mình nguyện là cửu quyền thất tổ. Như vậy là xa lắm rồi. Nhưng mà thực tế đó, trong mỗi gia đình của chúng ta đám giỗ thì chúng ta cúng tới cái ông nào hết. Đầu tiên hết á, mình cúng cái ông mà gần nhất với mình là bố mình cúng hơi lớn một chút. Qua cái ông thứ hai là ông nội mình thì nó nhỏ một chút. Qua cái ông cố mình cái nó tệ một chút, qua cái ông sờ cái hết. Ngang đó thôi, còn cửu quyền ở đâu? Mình nói là cửu quyền nhưng mà thực tế mình cúng đó ông bố mình, ông nội, ông cố, ông sờ cái mình nó tự nó nhỏ lần lần. Đúng không nào? Đó là cái truyền thống của người Việt. Nhưng Đức Phật đó là ngài lại cái đống xương khô. Cái chỗ này là cái chỗ đặc biệt nhất. Là vì khi mà ngài lại cái đống xương khô đó là các hàng đệ tử của Phật đều là chứng A-la-hán quả hết. Không có cái vị nào là phàm phàm phu hết. Mà ngài lại xong rồi ngài khóc. Đây nè. Thì các đệ tử của ngài mới thắc mắc hỏi: thầy là từ phụ ba phương bốn loài, ai ai cũng kính thầy, tại sao thầy lại đóng xương khô? Ai cũng thắc mắc điều đó hết. Bây giờ là chúng ta ai có đem cái hũ cốt mà của người khác với mình lại không? Hay mình chỉ lại ông bà mình thôi, cha mẹ mình thôi, chứ người khác đâu có lại được. Không bao giờ mình đem cái hài cốt của người khác đến biểu mình lại hết. Mà Đức Phật quỳ lại cái đống xương khô đó, trong đống xương khô đó hoàn toàn không có xương của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia, không có hoàng thân thích tử của ngài trong đó, mà là trong các cái thành phần trong xã hội đều có trong cái đống xương đó ngài lại hết. Như vậy là chứng tỏ là hoàn toàn không có bà con ruột ruột thịt gì hết. Còn chúng ta nói là chúng ta nói cái quan hệ là giữa ông bà cha mẹ tổ tiên với mình có một cái mối quan hệ thôi, cái chuyện đó mình chấp nhận, mình không có phủ nhận điều đó. Nhưng mà Đức Phật lại cái đống xương nó hoàn toàn không có cha mẹ gì của Phật hết. Xong rồi thì Phật mới nói với các đệ tử của ngài thế này: trong cái đống xương ngổn ngang đó có ông bà cha mẹ tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp, ngài dùng cái từ là đa sanh phụ mẫu. Trong nhà Phật không có nói là cửu quyền thất tổ, nhưng mà trong nhà Phật nó là đa sanh phụ mẫu, tức là nói ông bà cha mẹ xa xưa nhiều đời nhiều kiếp có cái ân nghĩa ràng buộc với chúng ta. Thì quý vị thấy cái tính nhân bản của đạo Phật rõ ràng là Đức Phật thấy là giữa tổ tiên ông bà nhiều đời nhiều kiếp với mình nó có một cái liên hệ chặt chẽ, một cái ân nghĩa đàng hoàng. Cái chữ tàu đó, tôi nói cái chữ tàu, cái chữ hiếu đó quý vị nghe, nó không phải như cái chữ Việt mình đâu. Cái chữ tàu, chữ hiếu nó gồm có hai bộ, ở trên là bộ lão mà ở dưới là bộ tử, cho nên hai cái bộ này ghép lại thành là chữ hiếu. Như vậy cái bộ lão ở trên tức là chỉ cho tổ tiên ông bà của mình ở quá khứ. Còn mình là con cháu ở dưới, mình núp cái bóng mình đội ông bà tổ tiên mình ở ở trên. Thì tại sao ta không nhớ ơn ông bà cha mẹ chúng ta? Chúng ta bỏ quên cái công ơn ông bà cha mẹ chúng ta. Còn ông bà cha mẹ, người trưởng thượng, người lớn ở trên có cái trách nhiệm là bảo bọc con cháu, đùm bọc con cháu, mà con cháu ở dưới là đội ông bà tổ tiên ở trên. Như vậy hai cái thế hệ già thế hệ trẻ, tức là ông bà con cháu của chúng ta, nó dính liền với nhau, nó quan hệ rất là chặt chẽ. Cho nên có cái câu chuyện ở trong kinh thế này quý vị: ngài Xá Lợi Phất có một người đệ tử, đó là chú Sa Di đó, mới có 12 tuổi chứng quả A-la-hán. 12 tuổi thì cái thầy Sa Di đó mới nói với ngài Xá Lợi Phất đây này: thưa sư phụ, con thấy ở trong quá khứ mà con làm khổ mẹ con nhiều lắm sư phụ, nhưng mà tạm thời con kể sư phụ nghe là bốn cái bà mẹ gần nhất mà con làm khổ mẹ con kể sư phụ nghe. Cái bà mẹ thứ nhất là sanh con ra được mấy tháng thì con chết. Bây giờ mẹ con mới thấy những người mẹ ở trong làng trong xóm mà có con 5 tháng 3 tháng bồng bế cho bú,
Mẹ con nhớ tới con, mẹ con khóc. Đó là bà mẹ thứ nhất. Qua cái bà mẹ thứ hai đó, là sanh con được 10 tuổi con chết. Mẹ con bây giờ thấy những bà mẹ ở trong làng mà đưa con đi học, rước con đi học, thế này, tắm rửa cho con, săn sóc cho con, vân vân, thì mẹ con nhớ tới con, mẹ con khóc. Qua cái bà mẹ thứ ba là con được 20 tuổi con chết, thì mẹ con chuẩn bị đi nói vợ cho con. Bây giờ trong làng mà có trai gái đám cưới mà hai họ sum họp, mẹ con nhớ tới con, mẹ con khóc. Và bà mẹ cuối cùng là 10 tuổi con đi tu, mẹ con khóc. Cho nên con biết được cái ân nghĩa sâu nặng của mẹ con cố gắng con tu hành để con chứng quả thánh, con độ mẹ con được siêu thoát. Đó là con làm khổ cho bốn bà mẹ mà trong quá khứ con kể cho sư phụ nghe, tôn giả Xá Lợi Phất mới nói đúng như vậy. Đức Như Lai nói không có công ơn nào sâu nặng bằng công ơn cha mẹ. Mà trước cha mẹ của chúng ta còn có tổ tiên, có ông bà nhiều đời nhiều kiếp. Vì vậy cho nên mỗi mùa Du Lan báo hiếu là Đức Như Lai khuyên bảo hàng đệ tử chúng ta nên tụng kinh bái sám, niệm Phật hồi hướng cho cửu quyền thất tổ, cho ông bà, cho đa sanh phụ mẫu của chúng ta và cha mẹ hiện tiền của chúng ta được người thác thì được siêu thoát, mà người còn sống được tăng long phước thọ. Qua câu chuyện Mục Liên Thanh Đề để chúng ta thấy rằng Đức Phật thì độ thân mẫu của Ngài và Hoàng thượng, Hoàng hậu Ma Gia và vua Tịnh Phạn đến mà đích thân Đức Phật độ. Còn riêng Đức Mục Kiền Liên đó là Phật không độ, mà Phật dạy cho Mục Kiền Liên thực hiện pháp Du Lan Bồn để nhờ chư tăng độ. Như vậy Đức Phật diệt độ rồi thì ở thế gian này ai làm được cái việc đó? Thì bây giờ chư tăng thay thế Đức Phật để mà làm cái việc hiếu thảo, mà người Phật tử chúng ta ngày hôm nay có cái truyền thống là lễ Du Lan để cầu nguyện cho ông bà cha mẹ và trả cái hiếu đạo theo tinh thần của nhà Phật. Đó là tôi nói là cái công ơn cha mẹ ông bà tổ tiên với mình là đa sanh phụ mẫu, có một cái truyền thống và có cái sự gắn bó, chứ không phải là nói người đó chết rồi thì thôi. Cho nên cái tinh thần của nhà Phật luôn luôn lúc nào cũng Phật cũng dạy chúng ta là tri ân và báo ân mới xứng đáng là đệ tử của Phật. Buổi giảng hôm nay đến đây tạm kết thúc và cầu